Qua tài khoản chính thức của mình trên Threads vào ngày 5 tháng 7, ông chủ Meta Mark Zuckerberg đã xác nhận con số người dùng mới đăng ký. Những người lập tài khoản mới trên Threads bao gồm những người nổi tiếng như ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ Kim Kardashian, ngôi sao nhạc pop Jennifer Lopez và các chính trị gia có tiếng khác như hạ nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez. Trong khi đó, các tên tuổi lớn như Billboard, HBO, NPR và Netflix đã lập tức có tài khoản trên Threads chỉ vài phút sau khi ứng dụng được ra mắt. Theo Meta, Threads có nhiều điểm tương đồng với Twitter khi cho phép đăng tải các bài viết ngắn tối đa 500 ký tự, có thể đính kèm đường link, hình ảnh và video kéo dài đến 5 phút. Người dùng có thể tương tác với các bài đăng này qua việc bấm nút like, đăng lại hoặc trả lời, song không thể nhắn tin trực tiếp với tài khoản khác. Hiện ứng dụng đã có sẵn trên App Store của Apple và Play Store của Google tại hơn 100 quốc gia. Tuy Threads là một ứng dụng độc lập, nhưng người dùng có thể đăng nhập sử dụng thông tin trên Instagram của họ và theo dõi cùng một tài khoản. Việc liên kết giữa hai ứng dụng cũng được đảm bảo về quyền riêng tư.